say ta bao lần. Mò tre đắm thiên tơ cho đời bao phút thao thơ. Là tao sắc hương tay cầm tay luyến thương, đôi mắt em nhìn cảm say đắm mơ tháng nào thấy đâu sầu. Thank you.
cảm ơn anh Bằng, mai mốt chắc anh Bằng anh chuyên trị tango. Vâng, sau đây em mời các anh chị thử thách khác của chị Kim Lan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị ơi. Thank you. Vỗ tay quá trời, không vỗ tay nữa. Không sao. Đâu bên này ép. Ca lộn lên lộn xuống. Tự nhiên giữ mờ quá hay là cái đèn mờ. Có nhiều khi mình vỗ tay rồi cái nhạc nó còn. Cái đùa chơi đó mà. Tôi nhõng nhẽo một chút. Cái nhỏ này nhớ nha, vỗ tay nghe chưa? Bên cao này vỗ tay nghe chưa? Bên người rượu nồng nhạc phân men tình.
Mời chị Yến.